Một vụ nổ vừa xảy ra tại một nhà máy phân bón ở West, một thị trấn nhỏ chỉ có khoảng 2.700 dân, cách Waco chừng 32 cây số về phía bắc, thuộc tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Vụ nổ đã khiến hàng chục ngôi nhà và công trình lân cận bốc cháy và bị tàn phá. Nhà máy phân bón này nằm rìa thị trấn, cách nó chỉ vài trăm mét là nhà ở, trường học và một viện dưỡng lão mà người ta cho rằng một số người đã bị kẹt bên trong. Đèn pha được bật tại một sân vận động gần đó để dùng làm nơi cấp cứu cho nạn nhân. Tôi đã có mặt tại đó. Tôi đi qua khu vực bị nổ. Vụ nổ rất lớn, giống như Iraq vậy. Không khác gì vụ nổ tòa nhà liên bang Alfred Murrah tại thành phố Oklahoma trước đây, với lượng sức nổ tương tự như vậy. Vậy chúng ta có thể hình dung được những tàn phá. Lính cứu hỏa, xe cứu thương và 6 trực thăng đã được điều đến để xử lý tình hình. Hàng chục người bị thương được đưa tới các xe cấp cứu đậu kế bên, trong khi xe cấp cứu đổ về làm tắc nghẽn đường xá trong khu vực này. Tại trung tâm y tế gần đó, rất nhiều nạn nhân được đưa tới đây, nhiều người đến bằng cả xe buýt và những nỗ lực cấp cứu đang bị cản trở vì mất điện do vụ nổ gây ra. Nhà máy phân bón West đang trữ 20 tấn ammoniac khan tại chỗ và các quan chức cứu trợ khẩn cấp cho biết ammoniac có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Trong lúc này, cảnh sát cho biết họ đã di tản phân nửa cư dân thị trấn, trong khi có lo sợ rằng sẽ có thêm các vụ nổ khác hoặc rò rỉ khí độc.